hay mà nó buộc đứt ruột đứt gan luôn vậy đó. Ruột với gan hả? Em hiểu rồi, đi ăn thôi. Rồi, vậy cũng được đó. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Bí Kíp Luyện Ăn. Nếu quý vị cũng có một tình yêu vô tận dành cho những món ngon và đặc biệt là những món ngon đường phố giống Hương và Khoa thì quý vị không được bỏ qua chương trình này đâu. Thì hôm nay thời tiết rất là phức tạp, có tới nhiệt đới, có mưa trên đường tới đây, nhưng mà may mắn là bây giờ trời nắng lên rồi, rất là thuận tiện để chúng ta thưởng thức những món ngon thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và bây giờ đi đón các bạn ha. Đi thôi. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Urban City. Yeah. We have a lot of delicious street food for you. So are you ready now? Yeah, you ready? Let's go. Let's go. Go with me. This way. We are a very international family, I would say. Yeah. We are from a lot of places. My mother and I were born in Russia. Yeah. My sister here was born in Switzerland. Mochi was born in Israel, and Alona was born in the Netherlands. Wow. So it's a big mix. Một gia đình ngộ nghĩnh và họ sẽ lần đầu tiên trải nghiệm một món ăn rất đặc biệt. Phá lấu bò là cái tên quen thuộc với người dân thành phố. Nguyên liệu được hầm mềm vừa tới, vẫn còn độ sừng sực khi ăn. Nước lèo nấu bằng nước cốt dừa càng tăng thêm độ thơm ngon. Bây giờ thì những khách mời của chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn này và họ vẫn chưa biết đó là gì. Để xem họ sẽ ăn như thế nào nha. Tộc khác nhau hết đó. Chà, gắp đũa ăn cũng điệu nghệ quá chứ. Phải đoán đó cô ơi. Phá lấu bò ăn kèm với bánh mì hay mì gói là cực kỳ phù hợp. Ngoài phá lấu bò truyền thống, hiện nay nhiều quán còn sáng tạo thêm phá lấu xào me, xào tỏi, xào sa tế, khiến món ăn này càng phong phú và hấp dẫn. Các vị khách mời đang rất là thích món ăn này. Em hỏi em với anh cùng ăn thử đi. Ok. Maybe. Đó là lúc mà các vị khách mời của chúng ta sẽ đoán xem là họ đã thử thích những món gì. Ủa? Lại hoang mang nữa hả? It's like a beef either nose or inside of the ear. Cũng có thể. Or tongue. It's not a tongue. Hên xui. Like the inside of a cow. No, all of them are wrong. Maybe. How about you? I was first thought about the intestines of the cow or the pig. It's a cow. It's a cow. You told us it's meat related, so we knew that it was meaty, but it was a bit chewy. So it was not usual meat that we are used to. Maybe. I have no idea, to be honest. But I like the combination. It's not just the meat, but how it's presented with the vegetables, it was spicy, and with the noodles. So the complete dish was very nice. Yeah. Đoán ra sao được? Toàn ăn rau với mì không mà. I have no idea. The same. Your friend? I don't know. Yes, they're listening. I guess the stomach. Tôi nghĩ là các bạn cũng đã đoán được một phần. Vì vị món này cũng khá là nổi tiếng ở Việt Nam nên là có thể là đối với người bạn nước ngoài thì nó sẽ hơi lạ miệng nhưng mà người Việt Nam ăn nhiều. Ok, nghĩa là lúc mình phải cho các bạn biết đây là cái gì. Đây là một món ăn kỳ lạ tại Việt Nam. Và khi chúng tôi giải thích những món họ vừa ăn được làm từ lòng bò như gan, ruột, bèo thì phản ứng nhận được là especially because they told us this was the biggest challenge. So you know, you start thinking about the worst things that it can be. But no, we really enjoyed it. It was very good. So it's good to try new things. Sau khi biết được đây là những món gì thì các khách mời tỏ ra rất là bất ngờ và khi mà nói là giờ ăn tiếp đi, hỏi là phải ăn tiếp hả? Nhưng mà cuối cùng họ nói là tôi rất thích món ăn này và các bạn nhìn thấy họ đang thưởng thức rất là ngon miệng. Gia đình sẽ phải hoàn thành một trò chơi nhỏ để tìm ra địa điểm ăn vặt tiếp theo. because the food we require is not for you after 10 minutes. Okay. Ready? Okay. Yo, let's go. Here it goes. Okay. Go, we have 10 minutes. Okay, okay. So, let's go. Let's do it. See you later. Nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp. Phần còn rất cụ thể, ai phải làm gì luôn. Chà, chắc không cần đến 10 phút để ráp xong quá. Puzzle was easy. In our family, it's very clear. I cannot make puzzles, but all those four are experts. Ơi, cái xe tàu hủ này ở đâu nè, thấy không? Hình như ở gần đây có nè. Trên đường này. Yes, but where? Ở đây hay đây? Cái gì vậy? Gái hả? Do you know what this is? Không hiểu. Không hiểu gì hả? Tàu hủ xe lam. À, tàu hủ xe lam hả? Also, we asked a lot of local people to help us, and they showed us the right way, and everyone was very helpful and nice. So that's how we solved it as well. We couldn't do it without them. Nhờ người dân giúp đỡ tận tình nên không mấy khó khăn. Cả gia đình đã tìm đến đúng nơi chúng tôi đang đợi và vẫn trong thời gian quy định. Xe làm. Xe làm. Xe làm. Rồi, congratulations, good job. Tàu hủ được yêu thích bởi vị béo của đậu nành, hòa quyện cùng mùi thơm thoang thoảng của lá dứa, đặc biệt là hương vị thơm ngon của nước cốt dừa. Nếu thêm vài viên đá vào khi ăn thì đây là món vô cùng thích hợp để thưởng thức vào những khi trời nóng. Chính vì thế, tàu hủ là món tiếp theo mà chương trình muốn giới thiệu cùng gia đình đáng yêu này. Còn bây giờ sẽ là lúc các vị khách mời hãy cùng chọn cái món các bạn thích đi nào. Trời nóng nên là khí thế quá ta. You want to put some ice? Interesting. Thì nay thì trên bàn có rất là nhiều những món tàu hủ khác nhau. Ví dụ như cái món mà bạn khách mời đang thưởng thức, đây là món tàu hủ xôi dừa. Còn đây là món tàu hủ đào. Hoặc đây là các bạn gọi là món tả bí lù. Tức là có gồm rất là nhiều thứ. Ví dụ như bánh xăng, hay là mít, hay là xương sáo, hay là các thạch. Nhưng nguyên liệu chủ yếu của tất cả những món ăn này đều là tàu hủ. Bên cạnh tàu hủ nước dừa truyền thống, tàu hủ càng đặc biệt hơn khi được thêm vào nhiều loại thạch và trái cây, giúp tăng thêm hương vị và màu sắc thì vô cùng hấp dẫn. Ở đây là còn đặc biệt bởi vì có những cái loại nước rất là thích hợp cho mình uống như mùa nóng. Thì ở đây là có sâm. Đây là gì đây? Sâm. Này là nước đường, nước nha đam. Yeah. Đây là đậu đen. Yeah, nước đậu đen. Này là em nghĩ là nước dứa. Dứa tắc. Đúng rồi, dứa tắc. Yeah. The only thing that is similar to what you can find in Europe is the flan. It was very good. It was served here different to the way it's served in Europe. In Europe, typically you will serve it without anything next to it. Here it was part of a full dish, which was very nice and I enjoyed it very much. Và bây giờ là phần quen thuộc của chương trình, đó là bí kíp luyện ăn này sẽ là phần đánh giá của các bạn khách mời. Hôm nay rất là may mắn khi có một cả gia đình lớn như vậy, người ta sẽ đánh giá rất nhiều vào cuốn này. Here. It's right there. Something right there. The potatoes? Yeah. Of course. Oh man. Thank you. Because that was is that this. I like this. Yeah. But I think for European taste, it's a bit too weird. Yes. And I think potato was the winner. We like potatoes. We come from the Netherlands. In Netherlands, potatoes is big hit. Ngày hôm nay món ăn mà chương trình lựa chọn là món phá lấu và tàu hủ. Nhưng mà trong lúc chờ đợi họ di chuyển thì chúng tôi có mua tặng cho họ một bịch khoai lang lắc Và cuối cùng thì món khoai lang lắc lại là món mà gia đình này thích nhất. Thưa quý vị, rõ ràng là chương trình của chúng ta có những bất ngờ rất là đáng yêu. Và hy vọng rằng cuốn Bí Kíp Luyện Ăn này sẽ trở thành một cuốn cẩm nang cho những vị khách nước ngoài khi du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh, để họ có thể lựa chọn cho mình được những món ăn phù hợp. I think street food in general maybe has a reputation of being a little bit like you're not sure what you're eating and you don't know what quality you're gonna get. But today has proved it wrong. I think that you should try, you know, street food anywhere you go, and that especially if you have, you know, things like initiatives like this to show you where the good places are. Then it's really, you know, it opens up a whole new world that's very authentic and shows the real side of Ho Chi Minh City. Để có thêm thông tin về những món ngon đã được giới thiệu cũng như đóng góp cho chương trình, mời quý vị và các bạn hãy truy cập vào fanpage Bí Kíp Luyện Ăn nha.